Vận động viên Australia suýt chết đuối trong phần thi lướt sóng ở Olympic. Môn thi lướt sóng tại Olympic Paris 2024 được tổ chức ở Tahiti, hòn đảo cách thủ đô của Pháp gần 16.000 km. Bờ biển tại đây nổi tiếng bậc nhất thế giới với những con sóng lớn và đẹp. Nó được coi là một trong những địa điểm đẹp nhất và phù hợp nhất để tổ chức lướt sóng. Tuy nhiên, khi dự thi nội dung lướt ván ngắn ở Olympic Paris, Jack Robinson, vận động viên của đoàn thể thao Australia, đã có chia sẻ sau khi anh suýt chết đuối. Tôi bị kéo xuống đáy biển và gần như bị giữ chặt bởi hai con sóng. Tôi không có nhiều oxy để thở, không có nhiều thời gian lúc đó. Tôi nhớ đến rất nhiều vận động viên đã tử nạn ở đây. Tôi đã có một số lần bị loại khá tệ nhưng chưa bao giờ rơi vào tình huống như vừa qua. Mọi môn thể thao khác đều diễn ra trong sân đấu hoặc sân vận động. Còn chúng tôi thì đang ở trong đại dương. Đó là sân thi đấu nguy hiểm nhất trên hành tinh này. Những con sóng rất mạnh, cảm giác như một trận tuyết lở ập xuống đầu bạn trên núi. Thật nguy hiểm và điên rồ. Rất may đội cứu hộ kịp thời có mặt dùng mô tô nước để đưa vận động viên 26 tuổi trở về bờ. Sau đó, Robinson kết thúc phần thi với số điểm 13,94, đánh bại số điểm 9,07 của vận động viên số 1 thế giới John Florence. Anh dự kiến sẽ đối đầu với người đồng hương Ethan Ewing ở vòng tứ kết nhưng phần thi đã bị hoãn lại do điều kiện thời tiết quá nguy hiểm.